Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì các chị em tụi con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Chánh Trần, thì anh có nói là cái món la xôi mít á thì nhìn thấy rất là lạ luôn và hấp dẫn nữa, cho nên là ngày hôm nay anh muốn gửi đến cho các bà con ở xóm Cồn. Mấy chị em cũng đã chuẩn bị những cái phần xôi mít rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn anh nha. Ở đây thì hôm nay sẽ đặc biệt hơn là sẽ có 3 màu. Hôm trước thì chỉ có màu lá dứa và màu lá cẩm thôi, hôm nay thì có thêm màu cam của trái gót nữa, thì tổng cộng ở đây sẽ có là 3 màu rất là ngon luôn. Còn phía bên đây thì có những cái muối mít nè, vàng ơi là vàng, cộng thêm đó là ngon và ngọt nữa, giòn giòn và ăn kèm chung với lại xôi dẻo dẻo. Ngoài ra thì món này đặc biệt hơn là sẽ có cái phần nước cốt bên kia đó, mình đã thắng lại rồi, mình chan lên ăn sẽ rất là béo, kèm theo cái phần đậu phộng giòn giòn thơm thơm nữa. Dạ, trên cái muối xôi thì đang được mấy chị mình dồn cái phần xôi với lại mít vô với nhau, nhìn khá là ngon và hấp dẫn chị ha. Cái món này ăn đó là sẽ ghiền và nhớ mãi luôn các cô chú ơi. Đặc biệt hơn lần này đó là không chỉ là anh Chánh Trần gửi thì những cái phần xôi mít đến cho các bà con ở xóm Cồn, mà anh còn gửi thêm cho mỗi người là một hộp thuốc nữa. Hôm trước thì anh có gửi về cái phần thuốc, sau khi mà mấy chị em đã nhận xong hết rồi thì còn lại là 149 hộp, thì anh nói là sẽ gửi đến cho bếp ăn tình thương là 49 hộp cho các bà con, ai đến bếp ăn nhận thì bị nhức đầu hay là bị sốt thì sẽ nhận về uống, còn lại 100 phần thì anh muốn gửi đến cho các bà con xung quanh xóm Cồn, kèm theo đó là những cái miếng xôi thơm ngon. Nhóm phụ nữ miền Tây cũng xin cảm ơn tấm lòng vàng của anh rất là nhiều, chúc cho anh luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ thì trước mắt mình sẽ bắt tay vào để mà làm những cái phần xôi mít này thôi. Ôi sao mấy cái muối của Út dùng quá. Cái đó quá ú rồi. Nó ăn một cái là no tới chiều luôn á. Ở đây là bữa nay là có 3 màu. Nếu mà muốn chế mình cũng có thể kèm lại hai màu khác nhau vô một muối cũng được, hoặc là xôi 3 màu luôn cũng được nữa. Nhiều màu lắm, làm màu nào cũng được hết. Này đặc biệt á là màu tự nhiên không mà chị ba. Hoàn toàn là tự nhiên hết. 3 màu luôn, wow. Thơm quá. Cái này thấy màu xanh nhiều hơn chưa ha? Chị, cái này mà có sầu riêng để lên cái nữa ha. Mít mà sầu riêng nó không có cái mùi em ơi. Hai mùi nó chở nhau hả chị? Nó chỉ, không, cái mùi nó chết quá rồi. Nó sẽ không có ra mùi á. Vì mốt xôi nhét muối sầu riêng. Hả? Hơi đau à. Chị nhét không nổi cảm ơn. Dạ, bây giờ thì mấy chị em cũng đã làm xong những cái phần xôi mít rất là thơm ngon và hấp dẫn ở phía bên đây luôn nha các cô chú anh chị các bạn ơi. Hôm nay thì xôi là sẽ có 3 màu, màu lá cẩm nè, màu lá dứa và màu trái gấc rất là thơm ngon luôn. Cái xôi mít này thì sẽ ăn kèm với lại nước cốt và đậu phộng. Mỗi người thì sẽ được 3 muối, tại vì nếu mà nhiều quá thì ăn sẽ rất là ngán luôn, ăn như là vừa đủ mà vừa ngon luôn. Đây là một cái phần xôi mít nha, được sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh Chánh Trần, kèm theo đó là một cái hộp thuốc. Dạ, để con đứng lên. Bà con ơi, thì con cũng xin giới thiệu nha. Đó giờ không biết là ở Cồn mình có ai ăn cái món xôi mít này chưa? Chút xíu về ăn thử đi, rất là ngon luôn. Các bà, các cô, các em ăn là sẽ rất là thích. Ngoài ra thì con cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái hộp thuốc Banamat này nha. Cái thuốc này thì được sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh Chánh Trần. Thuốc thì sẽ có tác dụng là giảm đau, hạ sốt và những cái triệu chứng giống như là nhức đầu hay là đau bụng gì thì mình có thể sử dụng và hạ sốt nữa. Người lớn thì một ngày là uống 2 viên sáng chiều, trẻ em thì bẻ ra nửa viên. Rồi mọi người có nhớ chưa? Nhớ. Nhớ rồi ha. Rồi đây của cô một hộp trước. Dạ. Chị con ông ơi. Rồi. Đây nè chị ơi. Rồi. Dạ. Con chúc cô ăn ngon miệng rồi về thì để dành cái hộp thuốc này nha cô. Ông ơi. Rồi. Không em đang chỉ ông. Dạ. Dạ. Để đậu phộng vô. Đây, chú Chánh Trần gửi cho cô. Dạ. Con xíu. Quá tô rộng. Cái tô này bự quá ông ơi. Đây, con chúc ông ăn ngon miệng nha. Đây là hộp thuốc của ông nè. Ông giữ kỹ nha ông. Dạ. Nhức đầu, hạ sốt, bị nóng uống vô. Ngày 2 viên, sáng viên, chiều viên. Đừng uống nhiều nha ông.
thôi. Mọi người khi mà thấy có thuốc này thì rất là quý giá luôn, nhìn ông kìa, ông cất kỹ vào túi luôn á. Ai có thuốc cũng rất là quý hết. Dạ. Có mấy xong luôn. Để em múc cái này cho. Dạ, nhức đầu hổm giờ luôn ha ông. Nè cái này của ông nè. Bây giờ ông về ông uống thuốc vô, ông ăn gì no bụng ngủ uống thuốc vô nha. Còn cái này thì mình ăn dặm thôi. Đây, dạ chúc ăn ngon miệng. Dạ. Dạ. Đây anh Chánh Trần gửi cho mời. Vui quá, ai cũng vui hết chị ơi. Dạ. Hai. Đây, anh Chánh Trần gửi cho bà ba biết công dụng rồi đúng không? Rồi, dạ, chúc bà ba chị ăn ngon miệng. Đây, chút xíu em về nói với ba mẹ uống như thế nào nha, để dành uống nha. Rồi. Gửi tặng hai phần quà luôn. Dạ chúc cô ăn ngon miệng. Mấy cô có thích cái thuốc này không? Thôi ở quê thì thật sự một cái hộp thuốc như vậy rất là quý giá luôn á. Dạ đây cô Hà đây. Dạ về là bơi, nhưng mà về là để dành nha bà, với lại là con cũng rất là hy vọng là mọi người sử dụng ít thôi, ý là đừng có bị bệnh á. Có bị bệnh thế này đây. Đây dạ ba, cái này nè là giảm đau hạ sốt nha, nóng nè rồi bị nhức đầu bị đau bụng thì uống sáng viên chiều viên là người lớn, còn em bé thì nửa viên thôi ha. Anh Chánh Trần gửi cho bà nhớ kỹ nha ba. Nóng nhức đầu sốt uống. Dạ đúng rồi, uống viên sáng thôi rồi ăn no mới uống nha. Quá ngon rồi, thuốc chứ sâu mít thì ngon quá đi. Rồi của bà đây. Dạ có thuốc này thì tốt ha. Vậy là ăn xôi rồi có tự nhiên có hộp thuốc. Rồi đây cái này là anh Chánh Trần gửi cho cô. Dạ cái nào nhỏ chị cho bốn. Dạ cái nào nhỏ được bốn muối luôn, ăn một cái là no tới chiều. Đây chúc cô ăn ngon miệng. Dạ con thay mặt anh Chánh Trần gửi cho chú. Dạ rồi các ông các bà phía sau có biết công dụng của hộp thuốc này hết chưa? Giảm đau hạ sốt nha, nhớ kỹ đừng quên giùm con. Uống lặn viên hả? Dạ. Dạ rồi đây con gửi cho. Giảm đau hạ sốt. Dạ ai không biết thì hạ sốt hả? Dạ đúng rồi. Bà có lý à? Đây. Dạ của bà đây. Tụ về 480 gì cũng được. Dạ. 8 lần rồi mới có lần là. Rồi hộp thuốc này chú thích không? Chú thích không? Rồi rồi tụ vô. Thứ này dạ. Hợp chứ lắm á. À vậy đó hả? Dạ rồi, chú cho ăn ngon miệng, anh Chánh Trần gửi cho chú. Lâu mới gặp một lần là. Chú vui quá. Đây, tiếp tục nữa. Đây, rồi. Của bà nè bà cảm ơi. Nha. Dạ. Hôm nay các bà lại lấy nhiều lắm. Rồi, đây, của bà đây. Dạ. Em xin cho bà... cái bà mà đi không được ở đằng đó đó, em lại lấy giùm chị cái dĩa nha, rồi chị bưng lại cho bà nha, bà Sáu á nha. Dạ. Rồi đây của chị đây chị. Rồi mẹ vô rồi xôi mít rất là thơm ngon luôn. Một cái phần xôi như thế này đầy ắp luôn, có nước cốt rồi có đậu phộng nữa, ăn cực kỳ là béo. Đây. Rồi anh ơi, đây anh Chánh Trần gửi cho anh nha. Đau nhiều quá. Đây cái này của em nè cô bé ơi. Giỏi, đây anh Chánh Trần gửi cho em nha. Đặc biệt hơn đó là ở đây là cho là chỉ cho các em lớn lớn xíu lặng mà biết á, về đưa cho ba mẹ thôi. Còn mấy bé nhỏ nhỏ là mấy chị không có gửi tặng được, nên là mong mọi người thông cảm nha. Chị lấy cái tô này trước giùm em cái.
Dạ cái này là chỉ là giảm đau và hạ sốt nha cô. Rồi em đem về cho ba mẹ nha. Dạ người lớn uống là mỗi ngày là một viên buổi sáng và một viên buổi chiều ăn no. Em bé thì nửa viên cài ra nha cô. Rồi tô này để đây chút xíu nha bé. Em về đi xíu cho mang lại cho. Để cho nhường cho người khác. Dạ đây à, con gửi chú. Dạ. Bây giờ xin thuốc không khỏi ấy được không? Dạ hỏng được luôn. Dạ hỏng được luôn. Đây anh Chánh Văn gửi cho chú. Dạ. Là mình phải được hai quà. Dạ. À rồi chú để con chút xíu nha chú. Có đồ ăn cũng được. Dạ hai quà luôn. Rồi đây anh Chánh Văn gửi cho cô, cầm cẩn thận nha cô. Dạ. Dạ cái này là thuốc giảm đau hạ sốt, hạ sốt nha ông. Dạ đúng rồi, ông đợi con chút xíu. Hồi cái chén dễ thương quá. Đây của bà đây. Dạ. Xong rồi em hay quá. Ông ơi thuốc này rất là quý luôn á, nó giảm đau hạ sốt phải không? Nên là ông giữ trong nhà đi nha. Rồi đây anh Chính Trần gửi cho ông. Dạ. Là của ông nhức đầu hay là bị nóng gì đó thì ông uống nha ông. Dạ được cô đợi con chút xíu nha cô đi bán với số. Rồi đây của em đây. Chị không có ở đây rồi, tại vì chị phát xung quanh nhà đây, em có thể về lấy không? Chị đợi em chút xíu, chị chạy dài xuống á, em đem đồ lên nha. Rồi đây của em nè, giỏi. Anh Chánh Văn gửi cho em nha, thuốc giảm đau hạ sốt. Chú, đưa tô. Đúng rồi, để tô xuống. Chú bị bệnh đó chị. Chú để xuống. Nè cô ơi, thuốc này là giảm đau hạ sốt nha. Cô có bị nhức đầu hay bị nóng gì cô uống sáng chiều nha. Mỗi ngày là uống 2 viên sáng chiều ha. Cô ăn no rồi cô hay uống nha cô. Dạ anh Chánh Văn gửi cho cô á. Chân cũng được không? Chân cũng được chị? Dạ được luôn chú ơi. Dạ đây. Nếu mà chú nhức chân nhiều thì chú phải sử dụng nhiều phối hợp nha chú. Dạ rồi đây chú đây. Dạ. Rồi chị múc cho chị đây nha, rồi đợi em chút xíu. Nhức gần cũng được không? Nhức gan uống được không? Dạ. Ở đây thì có một cái phần là của bà Sáu. Bà thì đi không có được nên là con sẽ mang đến tận nhà cho bà luôn. Bà Sáu, cái này là con hay mặc anh Chánh Văn gửi cho bà nha, thuốc giảm đau hạ sốt nhức đầu hay là gì đó rồi bà uống nha. Một viên. Dạ đúng rồi, sáng viên chiều viên thứ một à. Bà có thứ một. Dạ đúng rồi. Dạ. Ủa chị có chưa? À cái này của chú. Dạ anh Chánh Văn gửi cho chú nha chú. Cái này đúng dạ. Rồi, viên 2 viên. Dạ sáng viên chiều viên nha chú. Dạ. Chị của chị đúng không chị? Giảm đau hạ sốt nha chị. Rồi cô xin cho ai vậy cô? Cho ông sủi chị. À chú đi không có được đúng không? Rồi đây một phần anh Chánh Văn gửi tặng nha. Dạ. Đây xin gửi à. Dạ này ăn rồi mới uống hả? Dạ ăn no rồi mới uống, sáng viên chiều viên nếu mà có bị nhức đầu hay là nóng sốt gì nha. Dạ hay quà luôn. Đây của cô đây. Dạ rồi, đây cảm ơn. Dạ anh không có chi đâu. Dạ trời. Ông ơi thuốc này là thuốc giảm đau hạ sốt nha, ông ăn no rồi ông uống giảm sốt hen, giảm đau với giảm sốt đúng rồi. Ông uống sáng viên chiều viên thôi nha ông, đừng uống nhiều quá nha. Dạ
Chú không ăn ngon miệng. Chú lấy cái hộp đi con để tặng cho chú nè. Dạ cái hộp bánh bao á chú. Con gửi tặng. Dạ chú cho cái hộp bánh bao đi rồi con. Thuốc giảm đau hạ sốt á chú. Dạ giảm đau hạ sốt. Dạ. Chú làm máu. Chị mình tiếp tục đi xuống dưới nha chị. Dạ đi. Dạ. Sau khi mà mấy chị em đã phát xong sớm ở trên kia đó thì bây giờ tiếp tục á là mình xuống sớm dưới đây để mình phát tiếp cho mọi người ở phía dưới đây nha. Rồi. Hôm nay anh Chính Trần gửi cho bà ba một phần xôi và một hộp thuốc nha. Dạ. Con bây giờ mọi người tập trung nghe con nói về cái thuốc này nha. Đây là thuốc Banamat thì tác dụng chính của nó thì sẽ trị là giảm đau và hạ sốt. Ai mà bị sốt hay gì đó uống sáng một viên, chiều một viên dành cho người lớn ăn no rồi hả uống nha. Em bé thì nửa viên. Rồi, đây một hộp. Dạ. Giảm đau hạ sốt nhớ kỹ giùm con nha. Đây, cái phần này là em đem về cho gia đình em nha. Sự tấm hồn. Đây, anh Chắc Trần gửi cho gì? Dạ. Rồi, mọi người nhớ nó cảm ơn Chánh Trần giùm con với nha. Rồi, nay là vừa có xôi mít ăn mà vừa có cả thuốc nữa. Đây, có gì Hải đây? Dạ. Dạ, anh Chánh Trần. Đúng rồi, đây. Của cô một phần đây. Dạ. Xôi mít. Rồi, đây. Dạ, con xin gửi cô ạ. Dạ. Xôi mít rất là thơm ngon luôn. Rồi, đây. Của chị Thu. Dạ, thuốc và xôi. Dạ, đây của bà Tư đây, thuốc giảm đau hạ sốt. Dạ. Dạ, cái nào nhỏ là con chiên vô một cái nữa. Xôi rất là ngon luôn. Rồi, đây cô ơi. Rồi, chúc ăn ngon miệng. Dạ. Cái này thuốc gì? Dạ, thuốc này là giảm đau hạ sốt. Ha, uống ngày 2 viên, sáng chiều ăn no rồi hả uống. Rồi, đây, cái chị đây. Dạ. Chị Vân được không? Cái này cho ai chị? Mẹ đi không được ha. Rồi một hộp nữa nha. Dạ. Rồi, dạ. Rồi anh Chính Trần gửi cho bà một hộp thuốc và xôi. Dạ đây con gửi cho cô. Mẹ con đâu? Mẹ bị bệnh, mẹ bị bệnh. Nhưng mà mẹ có uống đâu có uống được thuốc này đâu. Uống được không chị? Tại vì cái đó nó có không. Nè, nói nghe nè, bây giờ là chị Cẩm sẽ cho hai phần xôi và một hộp thuốc. Thuốc này thì dành cho các em và ba của em thôi, chứ mẹ là bị bệnh vậy không có uống được nha. Rồi bây giờ là sáng nếu mà có bị nóng hay là bị nhức đầu gì đó, nếu mà em hoặc là các em của em thì nửa viên thôi, ngày là một viên thôi, còn ba thì là ngày hai viên nếu mà bị bệnh nha. Rồi giữ kỹ. Giỏi, đây một phần nữa. Rồi. Dạ không bà ơi, bà đi mượn dĩa giùm con đi, nhà bà gần bà về lấy giùm con nha bà. Dạ. Xin cho chị Tư tuổi một phần. Cô có cái gì đựng không? Tại vì nãy con không có chuẩn bị đồ rồi, xin lỗi cô. À chị Tư tuổi là nãy đi lấy trái cây thấy ngang đó phải không mà xuống không kịp ha. Dạ. Dạ với cô mua một cái bọc hay gì đó đem lại cho con đi. Thuốc nha, giảm đau hạ sốt chị nha. Rồi đây, chúc ăn ngon miệng anh Chính Trần gửi tặng. Dạ, xôi mít và một hộp thuốc. Dạ, gửi tặng. Rồi, anh Chính Trần gửi tặng thuốc giảm đau hạ sốt chú nha. Cảm ơn thầy dạ. Cô nha. Chú quay phim. Dạ, cảm ơn chú. Con mời cô xếp hàng nha cô. Bé ơi, em về nói với mẹ nha, thuốc giảm đau hạ sốt nha. Rồi, giỏi. Dạ, anh Chính Trần gửi tặng rồi, cho anh. Cảm ơn. Dạ, không có chi. Chào bà.
Ủa bà thì chảnh xuống đây luôn hả bà? Ừ, ta đã hút đây. Vậy hả bà, dạ. Bà biết thuốc này tác dụng gì vậy ha? Giảm đau hạ sốt nha bà. Dạ, nhức đầu hay là bị nóng gì đó uống. Ăn no rồi uống, ngày hay viên. Sáng viên, chiều viên. Cảm ơn cảm. Dạ. Rồi nước cốt, ủa khỏi nước cốt hay là... À, rồi ha. Rồi đây, cô đây. Dạ, bây giờ cẩn thận nha bà. Uống sáng viên, chiều viên hả? Dạ đúng rồi. Bị nóng hay nhức đầu vậy bà ăn no bà hay uống nha bà. Dạ. Trời, anh chánh chàng gửi cho cô. Dạ. Không hay giờ. Tới đã. Rồi cái này dễ của cô à. Cái này của ai chị? Cái gì ha? Rồi anh chánh chàng gửi cho gì nha. Dạ. Rồi, đây, cái này là anh chánh chàng gửi cho em nha. Rồi. Cho bà ba đừng để đây, nha. Rồi, cảm ơn. Thuốc này giảm đau hạ sốt đó Nam, nhưng mà phải lấy thêm một phần xôi nữa. Cái này nước cốt không chị? À hỏi nước cốt nha. Đây. Ừ, bà ơi. Cảm ơn nha. Dạ. Nhưng mà phải có xôi nữa mới được á Nam, con không biết sao nữa. Cho con cái bọc đi. Cho con cái bọc đi, con sẽ lấy cho. Đây bà Bảy ơi. Dạ. Khỏi nước cốt đang chưa. Dạ rồi, đây cô Út đây. Năm ơi, là gì hai á? Sao con này đi, có con này được không? Dạ đi, nó có không cô? Ừ, vì thích gì ăn đó. Dạ rồi, được hả? Cô, con gửi thuốc, anh chánh chàng gửi tặng cho cô nha. Rồi, nước cốt cô mang về ăn sao? Cô đây. Này cốt chung hay sao? Ở chung đây con. Để cho chị đi thôi. Đang đi làm đó. Cô, đi mang ở cô. Dạ anh chánh chàng gửi cho cô. Dạ về cẩn thận. Rồi những cô bé nhỏ ơi, các em lấy xôi nha. Hồi nãy con có gửi cho bé một hộp rồi đó. Thử thích xôi này đi con. Dạ bây giờ con sẽ cho chú thêm một hộp nữa tại gia đình mình đông con ha. Còn các bé này thì tại vì gia đình mình mỗi gia đình con chỉ cho một phần thôi, nhưng mà gia đình chú thì rất là đông con nên con cho hai hộp nha. Cảm ơn em cho cái này. Dạ xôi thôi chị. Dạ đúng rồi, xôi thôi. Rồi của Nam đây, thuốc giảm đau hạ sốt nha Nam. Ăn no rồi nóng nè, nhức đầu đau bụng. Ăn no rồi uống sáng viên chiều viên. Dạ. Rồi con cho bé con của chú một hộp rồi đó. Con lấy thêm một hộp nữa cho chú ha. Rồi đây của em đây, nó cảm ơn. Rồi một hộp này nữa là đủ nha chú nha. Để mình nhường san sẻ cho nhiều người á, gia đình mình hai hộp là nhiều lắm rồi. Còn cái tô này của ai ta? À của cô hả? Rồi đây của cô đây. Dạ. Bà Năm giảm đau hạ sốt. Bà Năm bị đau bụng nè, bị nhức đầu nè, bị nóng nè, bà Năm uống vô. Bà nào không uống thì bệnh. Nhưng mỏi không được không chị? Dạ đây, dạ là con chú đây. Của con đâu? Con chung bà. À hay là con đi chung nha. Dạ được bà ơi. Dạ. Nhức khớp. Nhức khớp uống được không chị? Được con, nhưng dạ được. Nha, nó không phải là tác dụng là về nhức khớp. Nó dạ cái tác dụng của nó chỉ giảm đau thôi. Dạ của ai ạ? Cái này là sao nữa? Nó nằm thì nó vô cho bà à rồi. À cô ba là đi không có được bị bệnh nằm chỗ đó phải không? Rồi em đem đi cho cô đi. Ông lấy giúp chồng con vậy? Tới con gái đúng không? Cả cho mất thôi. Cho mất thôi nha gái ơi. Em phải kêu ba mẹ lại thì mới nhận thuốc được nha. Tại vì em quá nhỏ đi. Ủa chung với bà hả bà? À rồi. Vậy là nãy giờ con nói thuốc này sao bà hiểu rồi ha. Rồi đây cô bé ơi mang lại cho bà đi. Bà Năm hiểu rồi phải không bà Năm? Sáng viên chiều viên. Nếu mà bà bị nhiều còn bà uống buổi sáng bà hết thì thôi. Bà ăn no thì bà uống vô. Lâu lắm rồi hết gì nổi. Nếu vậy thì tại vì bà bị nhức lâu năm thì bà phải đi bệnh viện khám, còn thuốc này nó chỉ giảm đau thôi. À dạ, thuốc này giảm đau nhẹ thôi nha bà. Chứ mà muốn bà hết luôn thì không hết được đâu. Dạ, rồi đây của bà đây. Bà ơi của bà đây.
hề con nói bà nghe chưa? Ủa ba xin hai phần hả ba? Dạ phải đợi con xíu nha. Bà lấy hai tô xin hai phần. Là bà cho ai nữa bà? Mỗi người một phần thôi bà ơi. Vậy rồi con cho bé xôi thôi nha. Dạ rồi. Con quá. Thì không có nhà. Dạ đúng rồi, có đồ đựng mới được chị gái ơi. Cái này là thuốc giảm đau hạ sốt, bà bị nhức đầu, bà bị đau bụng, bà bị nóng thì bà uống nha. Sáng viên chịu viên, ăn no rồi bà hãy uống nha bà cầm cẩn thận nha, tôi giúp. Dạ rồi. Còn 6 hộp nữa là hết rồi. Đây bà ơi, con xin gửi cho bà. Rồi, anh Chánh Trần gửi cho bà nha bà. Này bà Năm. Thuốc của bà Năm. Dạ. Mít ngon lắm bà ơi, đây của bà đây. Dạ. Còn 3 phần nữa thôi. Đây chị gái ơi của chị đây. Cảm ơn cô cả. Dạ. Rồi. Chị ơi của chị nè chị, cầm cẩn thận nha chị. Thì anh Chánh Trần gửi cho chị. Bây giờ thì trên tay mình cũng chỉ còn lại 3 hộp thuốc cuối cùng thôi cho 3 người may mắn nhất. Mấy chị em sẽ tiếp tục đợi ở đây. Nãy giờ thì phát được 97 phần rồi, còn 3 phần nữa thôi. Dạ chưa. À nước cốt thì được. Làm nước miếng không đó. Dạ, nãy giờ thì bà con cũng rất là đông luôn, mấy chị em cũng rất là lu bu cho nên là chưa có báo về cái phần xôi cũng như lại nước cốt và đậu phộng hôm nay mà mấy chị em đã chuẩn bị thì tổng hết chi phí mấy chị em làm những cái phần xôi là 100 phần, kèm theo đó là mít này và nước cốt và đậu phộng luôn là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì còn những cái phần thuốc này anh Chánh Trần gửi đến cho bà con nữa nha. Hôm nay thì hai chị em rất là vui và hạnh phúc vì anh đã gửi tặng những cái phần quà này. Xin cảm ơn anh nhiều lắm. Bây giờ thì sẽ đợi thêm 3 phần nữa. Rồi thứ tự. Như tiền đâu rồi ta? Chị, lấy phần này luôn hả? Rồi đây, cái này của cô anh Chánh Trần gửi cho cô nha. Rồi, cảm ơn luôn nha. Dạ. Như tiền ơi, có gì đây? Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Có gì? Của cô. Dạ hết luôn nha. Cô ăn đậu phộng không? Rồi, cô là người may mắn cuối cùng đó. Anh Chánh Trần gửi cho cô. Dạ, giảm đau hạ sốt. Dạ rồi, quý lắm ha. Dạ, những cái hộp thuốc á, thì mọi người cầm trên tay, các bà rồi các cô ở đây ai cũng rất là quý hết. Anh Chánh Trần ơi, xin một lần nữa cảm ơn tấm lòng vàng của anh rất là nhiều. Chúc cho anh luôn luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.